Chào cả nhà nha. Đang làm gì vậy nhóc? Làm một con cá. Nhóc nhóc Sử đang làm mồi câu cá các bạn ơi. Thành phần gồm những gì vậy? Cám với thức ăn cho vịt, là thức ăn cho gà. Mà không có trứng nữa. Trứng vịt nhiều quá thì nó nhão. Không có trứng cút. Thôi bỏ, khỏi bỏ. Để chọn mồi câu cá này mồi. Cục bự này để cục này để gãi xuống cho cá lại nè. Màu xả không? Màu xả nữa ha. Màu xả xuống cho cá lại. Màu xả là màu dụ ha. Ừ. Bóp bóp cục nữa nhỏ, cho nét nét cho vịt chụp xuống. Bóp đi nè, cho nét nét cho vịt xuống cá mà dinh lại nhóc. Mồi này chắc hồi để im cám rồi. Năm tác dụng làm gì cho nó nhiều cho nó hả? Dẻo cá, dẻo câu đừng câu cá rỉ cho nó đừng rớt. Chuẩn bị mồi câu cá các bạn ơi, bữa nay tiếp tục câu cá hầm nhà các bạn. Mấy hầm mình làm mấy cái clip trước đó rồi đó, câu cá mình quay hoài đó các bạn. Hôm nay quay lại cho các bạn coi nữa nha. Những ai mà mới tới kênh lần đầu á, cho mình một like và đăng ký kênh nha, bấm chuông để theo dõi các video mới nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn nha, và cũng không quên cảm ơn những tất cả các cô chú anh chị và đã luôn ủng hộ đồng hành kênh từ trước tới giờ nha, chân thành cảm ơn. Này là mình câu cần câu chút nha các bạn, mình câu mình nảy xuống câu, mình câu tự chế chặt chút rồi tóm lưỡi ra chứ đâu có tự làm câu mua đâu, có kinh phí đâu mua. Cả nhà cho được vương nhiều, cho tụi con có tên phí, tụi con sắm một con máy nha. Chứ mới có mười mấy đô à. Không có đủ tiền mua. Đã tìm câu. Thôi lấy nước chậu chỗ này qua, chưa cả út dạ ra. Mồi nhiều lắm, câu đâu sợ hết đâu. Không có ổ mì, có ổ mì mình để vô chung. Mì lấy ruột á hả? Lấy luôn kia cũng được. À, vậy vậy. Để thêm cám rồi đi lấy cám. Gắt muối, anh gắt muối. Phải hấp dẫn cho các bạn. Quá hấp dẫn luôn, mồi được cá mà thấy thơm quá. Bớt mũi quá. Ngồi gần nghe thơm lắm ơi, thơm mùi thức ăn. Có ngủ gì hương chuối á, ấy lên rồi hai. Hương chuối là gì? Tinh dầu chuối, ngủ gì hương chuối. Có cái ngủ gì hương gì đó, người ta để ta câu cá hay lắm. Tinh dầu chuối á, tinh dầu đó là chế biến thức ăn dụ ếch rồi đó. Ngâm, ngâm ếch cho nó thơm. Con biết cách làm bảy ếch nữa, dễ đó. Này vậy là dẻo rồi nè. Bữa nào đi mua lập ếch về đặt đây. Ừ đúng rồi, lập ếch đó bán ra ít khi thấy bán lắm. Nó dẻo rồi nè mọi người. Chú Tư, chú Tư mày biết cách chế đó mà, làm biến làm. Chế làm là tại nhà nó rẻ, khỏi đi mua. Chú Tư đi làm mà đâu có nhà đâu làm. Bỏ tay quá, hơi búa đặt. Ấy cho dẻo. Sáng sớm không tập thể dục, giờ tập thể dục rồi nè. Rồi làm xong cục này mình lắc đi ra trùng nữa coi. Đợi cho tên mới trùng câu hai mồi luôn. Phải đem nhiều đường câu mới được. Cái này để giải xuống cho cá lại. Cái này để câu. Vậy là sắp xong rồi các bạn. Dạo dò dò hồi nó dẻo. Dẻo mình móc vô lưỡi, lưỡi câu nó không có này. Không có tan. Bạn giờ mùa nước nó cá vừa đếm cá cha rồi nhóc chân. Nó vô trong đây nè, nó ngấp ngấp á. Có cần câu máy mình nảy xuống á. Nó nhiều dữ lắm.
mình bóp bóp mà sao cho nó dẻo dẻo nha các bạn, bỏ xuống 50 gốc. Rồi vậy là xong rồi các bạn, chào tạm biệt cả nhà nha. À, chân thành cảm ơn các bạn nha, nhớ đăng ký, nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi các video mới nhất các bạn. Rồi bye bye các bạn, bye bye cả nhà.